Thưa các bạn, trong mấy ngày hôm nay cũng như trong dịp trước Tết thì một số bạn đã có những cái quan điểm mà tôi cho rằng nó mang tính chất là xuyên tạc cũng như là bịa đặt, hay cũng có thể nói ở mức độ nhẹ nhàng hơn, đó chính là cái việc chưa hiểu về cái vấn đề của mình đang nói. Hôm nay chúng ta nói về một vấn đề, tôi cho là một vấn đề chính trị, đó chính là một số bạn đặt câu hỏi cho tôi, đó là tại sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam là đại diện cho giai cấp công nhân, là đại biểu của giai cấp công nhân, nhưng mà tất cả các lãnh đạo đảng và nhà nước ta đều không xuất phát từ công nhân. Đây là một câu hỏi mà tôi cho rằng là nhiều người chưa hiểu rõ vấn đề, và là một công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sống trong nước, tôi tìm hiểu và tôi biết được những cái sự am hiểu của mình về vấn đề chính trị ở góc độ cá nhân, ở góc độ cảm nhận cũng như là hiểu biết của mình. Tôi muốn trao đổi với các bạn vấn đề này. Thì trước hết chúng ta phải khẳng định là ở trong cái điều 4 của Hiến pháp, ở trong cái điều 4 Hiến pháp thì trong đó nó nằm ở trong cái chương 1 của Hiến pháp năm 2013 do Quốc hội ta ban hành. Thì ở điều 4 có khẳng định một điều, đó chính là Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là đại biểu trung thành của lợi ích của giai cấp công nhân và của nhân dân lao động và của cả dân tộc chúng ta. Và Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, và Đảng Cộng sản Việt Nam lấy cái nền tảng đó để tập hợp lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Đó chính là cái mà tôi muốn nói với các bạn. Trước hết chúng ta trở lại cái chế độ chính trị. Trước hết thì chúng ta thấy là chế độ chính trị của chúng ta trải qua từ xưa đến nay, trải qua rất nhiều cái chế độ chính trị khác nhau. Chúng ta đã trải qua thời kỳ nguyên thủy, chúng ta là chế độ nô lệ. Trước đó chúng ta là chế độ phong kiến, nô lệ này. Chúng ta bắt đầu từ là những người săn bắt từng cái bộ tộc, bộ lạc nhỏ nhoi, sau đó chúng ta mới tập hợp người lại với nhau, chúng ta mới phân công lao động với nhau. Đầu tiên là chúng ta tập hợp lại với nhau và chúng ta chia sẻ của cải tài sản với nhau như thế này. Nghĩa là trong một cùng một cái bộ lạc, bộ tộc thì tất cả mọi người vào mỗi buổi sáng, tất cả mọi người đều đi làm, và khi đến chiều về thì tất cả những gì thu săn bắt hái lượm trong ngày gom lại và cuối cùng là chia đều cho tất cả mọi người. Đấy, sau khi mà đã chia đều cho tất cả mọi người xong rồi thì có những người thì thu hoạch đi hái lượm săn bắt trong ngày không có gì, nhưng mà khi mà về đến nơi thì sau được cái sự thỏa thuận với nhau thì tất cả mọi người đều chia đều cho nhau. Thế là cho nên chúng ta vào cái thời kỳ đầu của xã hội chúng ta, đó là sự bao dung lẫn nhau, đó là cái sự hợp tác để kiếm ăn kiếm sống, và thời điểm đó chúng ta gọi là thời kỳ là cộng sản nguyên thủy. Chúng ta bảo ban cho nhau vào thời điểm mà chúng ta tập hợp từng nhóm người nhỏ thành một những nhóm người lớn hơn, đó là những bộ tộc, bộ lạc nhỏ, đó là cái nguyên thủy của loài người chúng ta, đó là cái sự mà chúng ta tập hợp xã hội đầu tiên để tồn tại. Đó chính là cái chế độ chính trị đầu tiên mà ta có, đó là cộng sản nguyên thủy. Sau khi mà người ta đã có những cái việc chia lợi nhuận từ việc săn bắt hái lượm thì những người ở những vùng hoặc là những cái khu vực mà nó lại là yếu kém hơn, nghĩa là không có đủ điều kiện để săn bắt hái lượm, là ăn của người ta hoài, thì dĩ nhiên sẽ trở thành nô lệ của người ta. Dù rằng người ta chia cho mình nhưng mà cái sức khỏe mình ít hơn, mình kém hơn, hay là mình là sự tích lũy của mình ít hơn, thì qua quá trình họ sẽ lệ thuộc, và từ đó cái sự lệ thuộc đó nó trở thành cái chế độ chiếm hữu nô lệ. Và khi xảy ra cái chế độ chiếm hữu nô lệ thì chúng ta có được cái gì? Chúng ta dần dà cái lực lượng nô lệ của một người nó lớn mạnh đi thì nó sẽ trở thành
một cái gọi là quyền lực, và cái quyền lực đó nó cho phép người ta trở thành vua lãnh đạo của một nhóm người. Từ đó chúng ta có cái chế độ là phong kiến vua chúa. Và trải qua cái thời kỳ các cái chế độ phong kiến vua chúa, chúng ta lại thấy được đó là các cái hệ thống nhà nước kiểu mới, như cái hệ thống nhà nước dân chủ tư bản, nghĩa là nó xuất hiện và nó đã xóa bỏ đi cái chế độ chính phủ nô lệ, xóa bỏ đi chính phủ cái chế độ phong kiến, và nó thành lập nên một cái hệ thống dân chủ đa nguyên đa đảng để mà nó bảo vệ quyền lợi. Dĩ nhiên ở đây nó chỉ có thể nói được một điều, đó là bảo vệ quyền lợi của những cái thành phần quý tộc, của những cái thành phần mà lãnh đạo quyền lực nhất, chứ nó không phải là nó bảo vệ cho cái tầng lớp nhỏ bé nghèo đói, đúng không? Và đất nước chúng ta gần như là trải qua tất cả các thời kỳ đó. Và cho đến giờ phút này chúng ta thấy là tất cả các thời kỳ đó, qua đánh giá thì con người chúng ta hoàn toàn là lệ thuộc và nô lệ. Từ xưa đến nay chúng ta đều thấy rằng, ngay từ bắt đầu kể từ thời phong kiến vua chúa trở đi, chúng ta thấy rất gần đây thì chúng ta thấy rằng là thời phong kiến vua chúa, người dân vẫn chịu sự quản lý kìm kẹp của chế độ phong kiến. Từ tất cả mọi quyền hành đều tập trung ở triều đình, ở bề trên, ở cấp cao của nó. Cái thứ hai là chúng ta thấy là khi mà trải qua cái chế độ tư bản thì cái sự bóc lột của tầng lớp ở trên, có nghĩa là tầng lớp địa chủ, tầng lớp chủ, thì nó lại bóc lột cho cái tầng lớp bên dưới. Người dân nghèo thì vẫn phải hoàn nghèo. Và cái việc đa đảng, nhiều đảng phái, thì các đảng phái đó nó chỉ phục vụ cho cái lợi ích của chính cái đảng phái đó. Và do đó chúng ta thấy rằng là thông qua đấu tranh xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như các Marx, Engels, Lenin trước đó đã nhìn thấy xã hội là chia ra những cái giai cấp, đã bị lệ thuộc vào giai cấp, và bị giai cấp thống trị với giai cấp bị trị nó đấu tranh với nhau suốt bao nhiêu lâu, và nó gây ra bao nhiêu cái sự đau thương và cũng như cái sự bất công, không được công bằng. Và do đó cho nên là việc giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp đó là một cái lý tưởng mà từ các Marx, Engels, Lenin và cho đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, và đến Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là cái lý tưởng giải phóng dân tộc. Tôi xin nói sơ qua như các bạn là về cái lý tưởng nó như thế. Còn nếu mà nói sâu hơn thì các bạn nên kiếm các giảng viên về chính trị đó để tìm hiểu. Dĩ nhiên rồi, ở đây cái câu là cứu vớt cộng nhiệt tình bằng phá hoại, câu này cũng là của một người cộng sản nói đấy. Một điều mà tôi muốn nói với các bạn đó là các bạn đặt vấn đề ra là tại sao những người cộng sản không xuất phát từ cái tầng lớp của giai cấp công nhân. Thì thưa các bạn, ở trong điều 4 của hiến pháp đã nói rất rõ ràng đó, đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động. Các bạn thấy đấy, ngày xưa chúng ta làm quần quật và chúng ta nhân dân của chúng ta nghèo khổ nghèo đói, nhưng cái tầng lớp quan quân, cái tầng lớp vua chúa và quan triều đình ấy, nó hưởng lợi hết. Và ngay cả thời kỳ ở tư bản chúng ta cũng thấy rằng là người công nhân hoàn toàn chỉ có thể là làm công và làm quần quật như thế nào không biết, đau khổ cực khổ thế nào không biết, nhưng cái lợi ích cuối cùng nó vẫn chỉ thuộc về ông chủ của nó. Và chính vì điều đó cho nên là cái tầng lớp công nhân lao động là một cái tầng lớp mà tạo ra của cải cho xã hội nhiều nhất, nhưng mà là tầng lớp bị bóc lột nhiều nhất. Chúng ta thấy gì, chính cái điều đó mà ở khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, cái mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản trên thế giới ra đời là để mục đích là đại diện cho cái lực lượng lao động này, để tạo nên sự công bằng cho các lực lượng lao động. Và rõ ràng một điều rằng chúng ta thấy được rằng là chỉ có người lao động mới tạo nên của cải cho cái xã hội. Mà chính vì chỉ có người lao động mới tạo nên của cải cho xã hội, cho nên là Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng đại diện cho những người lao động trong xã hội. Chúng ta thấy rất rõ rằng là các lãnh đạo đảng, nhà nước cũng lao động, và họ vì quyền lợi của người lao động mà họ tồn tại. Chúng ta thấy tất cả mọi chủ trương chính sách của đảng và nhà nước đều hướng tới việc là kích thích được nguồn lực lao động, bao gồm là tìm ra chủ trương chính sách để kích thích đầu tư, để làm sao cho đồng cho nước ngoài đến đất nước Việt Nam chúng ta đầu tư để mở công ty, để mở nhà máy, để nhân dân ta có nguồn lao động. Mà chỉ cần người công dân ta có nguồn lao động thì
có lao động thì chúng ta có thu nhập, mà có thu nhập là chúng ta tạo ra được của cải. Vì vậy cho nên là Đảng Cộng sản Việt Nam cho tới giờ phút này họ lao động để kiếm sống, họ đâu có ngồi không. Họ là Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, là đại diện của những người lao động. Nghĩa là tất cả mọi đảng viên nào không lao động, lười lao động thì người đó không còn cái chất của một đảng viên. Chúng ta thấy một anh đoàn viên, một anh cán bộ đoàn mà đạp xe đạp đi cọc cạch, đạp xe đạp đi vận động người khác làm giàu, anh ta không giàu thì anh ta không thể nào vận động người khác làm giàu được. Cũng vậy, một đảng viên mà nghèo khó thì cũng không thể nào vận động cho nhân dân có thể làm giàu được. Chính vì cái điều đó mà chúng ta thấy được rằng là cái việc phát triển kinh tế xã hội, việc phát triển xã hội là nó phụ thuộc vào cái điều kiện chính trị. Và hiện tại chúng ta đã lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam để chúng ta đảm bảo được cái nền chính trị đó. Và mỗi đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam chính là cái đội quân tiên phong của cái giai cấp của những người lao động, đại diện cho những người lao động. Cho nên đây tôi nói hẳn các bạn là tất cả ông đảng viên nào mà thất nghiệp chắc chắn đó không phải là một đảng viên, người đó không đủ điều kiện để là một đảng viên. Các bạn cán bộ đoàn mà không có công ăn việc làm thì các bạn không phải là cán bộ đoàn, bởi các bạn mà nghèo hơn thanh niên thất nghiệp thì làm sao vận động thanh niên đi kiếm việc làm. Do đó cho nên là các bạn bảo rằng là không thấy ông đảng viên nào xuất thân từ công nhân là không đúng. Các bạn thấy công nhân là người lao động và Đảng Cộng sản Việt Nam là xuất thân và bảo vệ quyền lợi cho những người lao động, thì đó chính là cái việc các đảng viên này cũng chính là những người lao động. Rõ ràng chúng ta thấy Đảng Cộng sản Việt Nam là đại biểu trung thành của lợi ích của giai cấp công nhân và của nhân dân lao động. Có nghĩa rằng sự tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là họ đã vì nhân dân lao động mà chiến đấu, vì nhân dân lao động mà tồn tại. Ngày nào đó họ từ bỏ đi cái vai trò vị trí đại diện cho nhân dân lao động, nghĩa là không còn vì quyền lợi của người lao động, thì lúc đó họ sẽ không còn tồn tại. Chúng ta thấy thời gian đầu tiên khi cái phong trào mà chống cộng nó nổi dậy thì nó đều nói rằng một điều, đó chính là Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái đảng cộng tài sản lại và chia ra. Nó cho rằng là của cải của tất cả là của chung cả, cái gì cũng là của chung cả. Cho nên nó xuyên tạc, nó bịa đặt rằng là như thế thì khi mà một đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thì sẽ không còn cái gì là của riêng nữa cả. Đó chính là cái điều mà trong suốt bao nhiêu năm người ta vẫn xuyên tạc về tình hình đất nước chúng ta như thế. Thì ở đây chúng ta là người sống trong nước, chúng ta nhìn thấy rõ Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo theo cái tiêu chí đó là tất cả mọi người đều phải lao động, làm và hưởng theo nhu cầu, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Nghĩa là các bạn làm nhiều các bạn được hưởng nhiều, các bạn làm ít các bạn được hưởng ít, các bạn không làm thì đừng có đòi hưởng. Ngày xưa thì chúng ta cũng đều là cộng lại và chia ra, có nghĩa là ai cũng có phần. Vào thời bao cấp các bạn thấy đấy, làm hay không làm thì cũng có đồ ăn, cũng có tem phiếu hàng tháng. Đó là thời kỳ bao cấp. Và chúng ta, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nhìn thấy rõ cái yếu kém của vấn đề đó, và vì vậy nó không tạo nên cái tiềm lực phát triển kinh tế cho đất nước vào thời gian đó. Mà vì điều đó Đảng Cộng sản Việt Nam đã thay đổi. Đó là cái thời kỳ đổi mới mà chúng ta đang có hiện tại. Chúng ta đã chấp nhận cái nền kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa xã hội, nghĩa là chúng ta phát triển kinh tế ở cái tầm mức, ở cái phương pháp phát triển kinh tế của những người tư bản, nhưng chúng ta vẫn định hướng phát triển xã hội chúng ta theo hướng xã hội chủ nghĩa. Nghĩa là chúng ta vẫn lấy xã hội làm chủ, nhưng mà chúng ta phát triển kinh tế và chúng ta chấp nhận ở mức độ phát triển cạnh tranh kinh tế tư nhân. Nghĩa là để các cá nhân cạnh tranh với nhau, đấu tranh với nhau để phát triển. Anh không có đủ điều kiện để phát triển, như những anh không đủ tài năng tài đức để lãnh đạo công ty đó, hay là anh không đủ điều kiện để cạnh tranh, thì dĩ nhiên anh sẽ thất bại trong thương trường, trong cạnh tranh. Và chính vì điều đó cho nên là tạo nên cái động lực để các công ty, để các nhà máy, để các hãng xưởng họ có những cái phát triển về đầu tư. Ví dụ như họ tìm cho được cái công nghệ sản xuất
họ tìm cho được những cái công nghệ sản xuất thật tốt, thật hiện đại để giảm chi phí. Họ có thể là tận dụng các cái nguồn nguyên liệu thải ra để giảm giá thành. Họ có thể tìm các cái nguồn xuất khẩu để nguồn hàng phát triển, có nơi tiêu thụ. Nghĩa rằng là làm mọi cách để chúng ta có được cái thị trường. Và thứ hai là chúng ta làm sao giảm được giá thành. Sự cạnh tranh đó làm cho xã hội phát triển, làm cho mỗi người cũng cảm thấy rằng nó ngột ngạt. Và nó ngột ngạt như thế buộc chúng ta phải làm sao để chúng ta cạnh tranh, ngồi lên. Giống như chúng ta trồng một cái cây, nếu các bạn trồng những cái cây ở gần nhau, như ở các rừng cao su chẳng hạn, các bạn thấy trồng những cây ở mức độ gần nhau thì thân cây nó sẽ thẳng. Còn nếu các bạn trồng thưa thì mỗi thân cây nó sẽ bị cong vênh, nó sẽ chia nhiều nhánh. Các bạn không biết tỉa cành thì cái cây đó nó sẽ không thể cao được. Do đó chúng ta thấy được là ở những cái cây gần nhau nó muốn nhận được ánh sáng thì nó buộc phải phấn đấu nhiều hơn. Do đó việc phát triển kinh tế thị trường ở cái hướng tư bản nó làm cho cái nền kinh tế ta phát triển nhiều hơn. Và nhà nước chúng ta cũng khẳng định rằng ở một nước phát triển, một nước tư bản phát triển, một nước, một xã hội cần phát triển thì nền kinh tế đất nước đó phải phát triển, nền công nghiệp đất nước đó phải phát triển. Vì vậy cho nên trong suốt thời gian rất dài, nhà nước ta đặt ra những cái mục tiêu ở từng cái nhiệm kỳ khác nhau, đó chính là thời kỳ phát triển kinh tế như thế nào, công nghiệp quá, hiện đại quá, đến năm nào thì chúng ta thành công, chúng ta hoàn thành. Để chi? Để chúng ta thấy được rằng khi nền công nghiệp của chúng ta phát triển thì đất nước chúng ta mới thực sự là một đất nước đầy đủ của một yếu tố của một xã hội chủ nghĩa. Bởi khi nền công nghiệp ta phát triển, bao gồm số lượng nhà máy đảm bảo nhu cầu của nhân dân lao động, đảm bảo hàng hóa tiêu dùng, như thế thì chúng ta không bị hạn hẹp về của cải vật chất xã hội. Ở một xã hội mà đầy đủ của cải vật chất, sức lao động được thực hiện, sức lao động được hoàn thiện, nghĩa là không, sức lao động chúng ta không bị dư thừa, chúng ta hoàn toàn sử dụng được hết sức lao động của mình, không ai ăn ở không cả, thì như thế xã hội đó được gọi là một xã hội chủ nghĩa. Bởi vì tất cả mọi người đều lao động và đều đóng góp cho xã hội, như thế thì xã hội đó được sự đóng góp của tất cả mọi người thì đó gọi là xã hội chủ nghĩa. Thì bây giờ nếu chỉ có một tầng lớp mà nó chỉ biết lo cho nó thì chắc chắn rằng đó không phải là một tầng lớp, không phải là một cái xã hội chủ nghĩa, mà đó là một cái tầng lớp bề trên, quý tộc. Nó lại quay trở ngược lại với thời kỳ tư bản phong kiến. Do đó tôi thấy rằng một số bạn cho rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam là không xuất thân từ những người lao động, thì các bạn không đúng. Bởi các bạn thấy rằng là chính các đảng viên làm việc ở các cơ quan đảng nhà nước, họ là những người lao động có hưởng lương, họ lao động. Và Đảng Cộng sản Việt Nam và chính phủ ta, nhà nước ta trong suốt thời gian qua cũng đã sàng lọc và lựa chọn và đưa ra những cái quan điểm của mình về việc quản lý cán bộ. Ai sáng cấp cặp đi, chiều cấp cặp về, không còn hiệu quả nữa là giảm biên chế, là chúng ta thu hẹp lại những cái chức vụ, những chức danh không có đóng góp cho xã hội. Chúng ta thấy là rất là nhiều, trước đây tôi biết là một ủy ban xã là tầm khoảng 40 cán bộ. Việc làm nó nhiều khi một số cán bộ đến ngồi đó chơi xong rồi về. Tuy nhiên trong cái thời gian khoảng 2 nhiệm kỳ nay của Đảng Cộng sản Việt Nam thì cái chủ trương chính sách đưa ra đó là giảm đi cán bộ và tinh nhuệ quá, nó tinh nhuệ giống quân đội quá. Chúng ta tinh giản cán bộ nhưng chúng ta chuyên môn quá các lực lượng cán bộ phục vụ nhân dân. Và cái điều này chúng ta đã làm rất tốt. Trong suốt thời gian qua chúng ta đã tinh giản, và sắp tới đây chúng ta còn tinh giản hàng trăm ngàn cán bộ nữa. Như thế thì chúng ta đang thấy gì? Nghĩa là làm sao để sức lao động của mỗi cán bộ đảng viên được thể hiện rõ ràng. Và ai không còn giá trị, ai không còn có thể lao động được nữa thì chúng ta cho về hưu, về hưởng như thế. Nói thế để các bạn thấy rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam ưu tiên cho cái việc phục vụ nhân dân, phục vụ cho nhân dân lao động. Và chính bản thân của mỗi đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là một nhân dân lao động, cũng là một người lao động. Đảng viên nào không còn lao động thì chắc chắn rằng đảng viên ấy, nếu như ta nói là tuổi lao động ở Việt Nam là tuổi gì? Đó là từ 18 cho đến 60 đối với Nam thôi. Nếu như vậy thì nếu như người nào, đảng viên nào mà từ 18 đến 60 tuổi mà không có ham mê lao động thì chắc chắn là không đủ chất của một đảng viên.
Điều đó để chúng ta thấy được là Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn hướng đến người lao động, và Đảng tinh giản những cán bộ đảng viên nào không còn sức lao động. Ở đây không còn sức có nghĩa là dù rằng còn tuổi lao động nhưng mà còn không ham muốn lao động thì chắc chắn là phải khai trừ ra khỏi cái tổ chức. Đó chính là cái nguyên nhân mà chúng ta tôi có thể trả lời với các bạn, đó là nguyên nhân tại sao các bạn xuyên tạc rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam là không xuất thân từ công nhân, là tại sao nói là đội tiên phong của giai cấp công nhân nhưng lại không xuất thân từ giai cấp công nhân. Tôi nói các bạn, tất cả chúng ta đều nói là dân chủ, ai cũng nói là dân chủ cả. Thế thì các bạn ai cũng muốn làm lãnh đạo cả. Tôi muốn hỏi các bạn rằng là các bạn có đủ điều kiện và đủ chí lực để có thể làm lãnh đạo đất nước hay không? Các bạn có dám giao cho một cái cô bán lòng heo nào đó ở chợ? Các bạn có dám giao cho một cái cô bán lòng heo nào đó hay là một anh bán hàng online nào đó để làm lãnh đạo đất nước mình không? Anh có dám giao cho một cái người nào cho vay mặt góp ở ngoài chợ đó làm lãnh đạo không? Chính vì cái gì điều đó thì ta thấy là chúng ta không thể giao cái đất nước này cho một cái người nào đó mà họ không có trình độ về quản lý xã hội, không có trình độ về chính trị, không có trình độ về ngoại giao, không có trình độ về tất cả các cái mảng xã hội. Ta không thể giao đất nước cho những người đó dù rằng tất cả họ đều là dân chủ, họ đều là chủ đất nước đấy, nhưng mà những người đó không thể giao cho họ được bởi vì họ không đủ trình độ để quản lý. Và hiện tại chúng ta thấy được rằng Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt quá trình hình thành từ năm 1930 đến hôm nay đã lãnh đạo đất nước bằng kinh nghiệm chính trị của mình, và thông qua việc đấu tranh chính trị của mình để có thể đuổi Pháp, đánh Pháp, đuổi Mỹ và tiêu diệt được bè lũ tay sai của nó. Ở trong đó phần lớn là nhờ vào tài năng chính trị, ngoại giao, quân sự, sự hình thành của cái lực lượng, phải nói là cái trình độ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt hơn 80 năm qua. Đó chính là cái kinh nghiệm mà chúng ta đủ để tin tưởng rằng giao đất nước cho Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay, đó là cái sự lựa chọn duy nhất của chúng ta. Bây giờ này mà chúng ta đưa ra mà chừng gọi là đa nguyên đa đảng, chúng ta giờ thấy giờ này mà đưa ra thêm một đảng nào nữa, vậy thì cái đảng phái đó nó đại diện cho ai? Cái đó, cái đảng phái đó nó chỉ đại diện cho một cái tầng lớp nào đó cai cú với Đảng Cộng sản Việt Nam mà có mà thôi. Ví dụ chúng ta thấy nếu như anh nào đó, bây giờ ta có tâm một đảng nhé, như thế thì anh nào không có trình độ, không có văn hóa, anh nào vi phạm pháp luật thì chắc chắn một điều rằng không thể làm chính trị. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải có những cái chuẩn mực cụ thể mà điều lệ đảng quy định, và ai muốn làm chính trị thì phải có được cái bản chất, bản lĩnh, điều kiện của những cái điều kiện mà Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra thì mới có thể tham gia vào Đảng Cộng sản Việt Nam, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam để làm gì? Để làm chính trị. Muốn làm chính trị thì anh phải sao? Muốn làm chính trị thì anh phải có cái tiêu chuẩn của một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế cho nên là mấy anh chống cộng, mấy anh cứ mở miệng ra là chửi thề để văn tục. Các bạn lên đòi dân chủ nhưng các bạn cũng mở miệng chửi thề văn tục, thì ai tin rằng là mấy anh chống cộng có thể lãnh đạo đất nước này? Bởi các anh lãnh đạo đất nước này, các anh lên truyền hình, lên quốc hội, các anh chửi thề văn tục à? Hay là các bạn đang đòi dân chủ nhưng mà cái đảng phái mà các bạn đang đòi hỏi, các bạn đang muốn thành lập một cái đảng phái nào đó mà các bạn chửi thề liên tục, các bạn lên mạng xã hội chửi bới, xuyên tạc, bịa đặt, thế thì chúng ta tin cái điều gì? Chúng ta tin cái điều mà các bạn xuyên tạc, bịa đặt ở trong cái quá trình đấu tranh chống Đảng Cộng sản Việt Nam mà các bạn bịa đặt như thế, thì tôi tin tưởng các bạn sẽ làm tốt cho đất nước này? Dĩ nhiên là không. Do vậy chúng ta thấy tôi trả lời từ câu hỏi đó là Đảng Cộng sản Việt Nam vì đấu tranh là vì nhân dân lao động, và làm sao để đảm bảo được đất nước ta là một đất nước của những người lao động làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu, đó chính là cái mục tiêu duy nhất mà Đảng Cộng sản Việt Nam hướng tới. Các bạn thấy đó,
Ngày nào mà đất nước nào, xã hội nào mà người thất nghiệp nhiều thì đó không phải là một đất nước phát triển. Và một đảng phái mà lo cho nhân dân lao động, làm sao để giải phóng sức lao động của từng người dân và hướng vào đó vì quyền lợi của những người lao động, thì đó chính là một đảng của nhân dân. Điều đó thấy được cái chủ trương chính sách của mọi cái văn kiện của đảng đưa ra tới giờ này, chúng ta thấy đều xây dựng tổ chức đảng để xây dựng xã hội. Rõ ràng một điều là mỗi đảng viên sai quấy, kỷ luật, khai trừ đảng, sau này khỏi làm chính trị nữa. Cũng vậy, chính vì điều đó mà mỗi một người làm chính trị mà không tuân thủ theo luật pháp, không tuân thủ theo điều lệ đảng, thì mà cũng không vì nhân dân, thì chắc chắn một điều rằng họ cũng không xứng đáng để làm chính trị nữa. Và do đó cho nên là ở đa đảng thì anh có thể bữa nay anh nhảy ở đảng này qua đảng kia, anh thấy đảng này khai trừ anh qua đảng đảng A khai trừ, nhảy qua đảng B, đảng B khai trừ nhảy qua đảng C, tức là anh làm chính trị thoải mái, muốn làm sao làm, hứng lên thì làm, không hứng thì về nhà nhậu. Nhưng mà ở một đảng duy nhất ở Đảng Cộng sản Việt Nam này, anh mà hời hợt, anh mà sai lầm, cách chức khai trừ anh thì anh khỏi làm chính trị nữa. Đó chính là cái yếu tố buộc mọi cán bộ đảng viên, buộc những người mà định hướng mình theo cái nghiệp chính trị phải biết kiên trì, phải biết tu thân, phải biết làm sao để tu dưỡng bản thân cho thật tốt, đạo đức cách mạng phải thật tốt, đạo đức và cái ý chí phục vụ nhân dân phải mạnh mẽ, thì lúc đó mới xứng đáng là một người đảng viên và một người làm chính trị. Do đó nên tôi thấy rất là nhiều bạn lên đây đấu tranh đòi dân chủ, rồi nhiều tổ chức chống cộng ở nước ngoài đấu tranh đòi dân chủ, nhưng họ lại không tôn trọng nhân dân, họ không vì quyền lợi của nhân dân. Ví dụ như các tổ chức ở nước ngoài không vì quyền lợi của dân tộc Việt Nam, mà họ chỉ là vì cái mục đích chống cộng ích kỷ của cá nhân họ. Các bạn thấy đó, khi mà người Việt Nam chúng ta sang nước ngoài, thay vì họ cùng với đất nước, cùng với Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng bằng cách là đem cái hình ảnh đất nước mình tốt đẹp để người ngoài biết đến, và như thế thì người ta thấy được rằng sự đóng góp của những người hải ngoại. Những người hải ngoại có thể là của cải của công nhân lao động ở trong nước mà họ làm ra, thì giờ là họ người dân ở trong nước làm bao nhiêu của cải ra, sản phẩm ra mang qua hải ngoại, thì người Việt Nam ở hải ngoại đáng lý ra phải vui mừng và nhận lấy những cái sản phẩm đó tiêu dùng để giúp cho nền kinh tế nước nhà phát triển. Thì ngược lại những người chống cộng ở hải ngoại chẳng những không sử dụng mà còn tẩy chay, họ sang xài hàng của Trung Quốc. Và như thế chúng ta thấy được rằng là cái sự đóng góp của những người hải ngoại đối với Việt Nam chúng ta, những người chống cộng cực đoan, các đảng phái chống cộng cực đoan, chỉ là bằng miệng lưỡi. Họ nói họ yêu nước nhưng họ yêu bằng cái miệng lưỡi của họ, chứ thực ra họ đang phá hoại đất nước chúng ta. Cũng vậy, ở các cái nhóm cờ đỏ ở trong nước